Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái trang stacking đồng chôn để nhận cái đồng SRX. Đó thì đây, đồng này mình xem chi tiết của nó nhé. Thì đây, mã thông báo xác này có thể khai thác bằng cách cược chôn của bạn. Người dùng có thể đặt cọc chôn và hủy bỏ toàn bộ số tiền đặt bất kỳ lúc nào. Việc khai thác mã thông báo này được giới hạn là 27 triệu đồng SRX và được chia thành 15 cấp độ khai thác. Mỗi cấp độ được giới hạn ở một số lượng thẻ nhất định. Đây thì cấp độ đây, nó sẽ chia thành 15 cấp độ nhé. Cấp độ 1 là 4 triệu đồng SRX này. Thì lúc này một đồng chôn bạn sẽ đào được 0,016 đồng SRX trong vòng 24 giờ. Đấy, nó sẽ khi đào được 4 triệu đồng này nó sẽ giảm đi. Đó, nó sẽ còn xuống là mức 3 triệu rưỡi, 3 triệu 500 nghìn đồng chôn. Thì một đồng SRX thì một đồng chôn bạn sẽ đào được 0,015 đồng SRX, tức là cái đồng này sẽ khan hiếm dần, sẽ khan hiếm dần càng ngày càng đào được ít đi. Đó, khi đào được tổng là 27 triệu đồng SRX thì nó sẽ kết thúc, mà không biết khi nào nó kết thúc cái này. Đây, nó sẽ nhân được khối lượng của nó ra, bạn sẽ đọc và tìm hiểu thêm. Đó thì hiện là đồng này đang được nít trên Rootwrap rồi. Giá một đồng SRX là 2,25 đồng TRX. Thì mình nghĩ cái đồng này giá nó sẽ không cố định, tùy vào khối lượng giao dịch một ngày, ví dụ mua vào bán ra nhiều thì nó sẽ tăng giảm. Đây, vào Rootwrap nhé. Kiểm tra. Tìm mã token ở đây. SRX. Đây. Một đồng SRX bao tiền? Đó, có hai đồng chôn thôi. Mình nghĩ là nó sẽ giảm đi, nếu mà lượng người bán đồng này ra nó nhiều thì sẽ giảm đi, nó không được phần nhiều như cái số ở đây đâu. Đó, trừ khi nào nó phải ra một cái bua khác mà nó cho xác tinh cái đồng SRX này thì cái đồng này nó sẽ có giá trị. Đó thì mình đã nít vào đây 2.000 TRX rồi. Đó, và mới nít thôi, mới đào được 0,015 đồng SRX. Thì đơn giản thôi, bạn vào trang này trên cái trình duyệt bạn, hoặc là trong cái app của bạn nó có cái ví chôn, bạn dán cái link này vào. Đó, bạn vào đây thì nó sẽ kết nối ví của bạn luôn. Đó, ví của mình hiện giờ là còn 364 đồng chôn này. Đó, thì bạn ghi số lượng bạn chôn bạn muốn muốn staking vào đây. Ví dụ mình ghi là 300. Đó, mình đã nít 2.000 rồi. Bạn ấn vào cổ phần chôn này. Đó, từ một lúc thì nó sẽ hiện ra số chôn của bạn ở đây. Nếu bạn mà không muốn đào nữa, đây, số mình cổ phần đây là 2.000 đây. Không muốn đào nữa, bạn ấn vào cái phần dỡ bỏ này. Đó, bạn xác nhận như khi bạn gửi tiền ở đây thôi, nó sẽ quay trở chôn, trả lại chôn cho bạn. Và còn cái số này thì bạn rút khi nào bạn thấy là ok thì bạn rút. Ví dụ như là đây mình một ngày mình được 32 đồng SRX này, thì một ngày thì mình sẽ rút vào đây rút một lần. Đó, tương đương 1,8 đô. Nhưng mà không biết là mai nó có giảm hay tăng không thì không biết, vì do cái nhu cầu sử dụng một cái đồng này nữa. Nếu mà người ta mua vào nhiều thì nó sẽ tăng giá, mà người ta bán ra nhiều thì nó sẽ giảm giá đi. Mình nghĩ sau một thời gian nó sẽ ra một cái cua chôn nữa, SRX này để stacking cái đồng này thì nó mới giá trị lên được. Như là đồng săn đấy, đồng săn trước nó cho nhiều nhưng mà giờ nó tụt giá rồi. Đó thì nó đang tạo ra những cái bua để stacking đồng săn này để hy vọng nó tăng giá lên, nhưng mà mình vẫn thấy chơi nó tăng giá. Giá trước là khởi đầu là 30 đô mà giờ như còn 15 đô hay sao. Mình cũng sắp kinh trong cái săn này. Đó. Đấy thì rất là đơn giản thôi, mà không mất TRX. Khi nào bạn thích bạn có thể rút cái đồng TRX ra cũng được. Đó, rút ra được ngay. Dỡ bỏ này rồi rút ra được ngay. Không mất gì, được thêm cái đồng SRX nữa. Đó, nhưng mà rủi ro là khi đầu tư lúc nào nó cũng có. Mà rủi ro trong cái này thì chỉ có thể là nếu như là người chủ của cái trang stacking này ôm chôn bỏ chạy ra, giống như là SushiSwap đó. Còn
chôn thì tăng giảm giá thì nó không liên quan đến vấn đề này, thì mình cứ rút ra được ngay mà. Đấy, khi nào chôn tăng giá mình rút ra mình bán, giảm giá thì mình cho vào đây cũng được. Còn cái đồng này thì nó sẽ tăng giảm, trừ khi nào nó có nhu cầu sử dụng của cái đồng này, có nhu cầu sử dụng thì nó mới tăng giá được thôi. Đó là những cái rủi ro khi bạn đầu tư. Thích thì theo mình sẽ để cái link tham gia ở bên dưới cho các bạn. Cảm ơn các bạn.